Hello, xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Ra Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì bên mình sẽ lên khoảng 20 mặt hoa. Hôm nay là ngày 10 ngày thứ hôm nay là chủ nhật, là ngày 17 các bạn, 17 tháng 5. Thì các bạn lưu ý là mỗi một mặt hoa này là đều là hoa đang nở luôn. Cho nên là không mọi người mua cái này là yên tâm, không cần phải bảo hành. Thứ hai là mình có đề giá công khai, số thứ tự ở bên trên và giá ở bên dưới. Thì mọi người căn cứ theo cái giá đó, nếu mình ưng thì mình chốt. Và các bạn lưu ý, khách quen thì chỉ việc nhắn tin hoặc gọi điện chốt. Còn đối với khách lạ thì thôi, hôm nay khách lạ thì mình cũng sẽ scope cho tất cả các bạn luôn đó. Các bạn lưu ý là cái giá bán nó là chưa bao gồm phí ship. Phí ship thì khi mình gửi hàng thì bên bưu điện thì họ sẽ tự thu cái tiền cóp cộng với cái phí ship này tầm một món hay như thế này tầm khoảng 50.000. Rồi bây giờ mình sẽ vô từng về một nha. Đầu tiên là số 1, rồi số 1 là một cái bụi lan, các bạn quan sát nhìn nó rất là bonsai nhé. Cái hiện tại là mầm gốc nó đây, mầm gốc lên rất là khỏe, dài dặn rồi. Lá rất là đẹp các bạn, lá nó dạng cái dòng lá rất là đẹp luôn. Thì ngoài ra trong cái cụm gốc của nó còn lên thêm nè, các bạn xem nè, một hai cái mầm gốc khác đó, chưa kể là một vài cái con kiến da mà con kiến da này có thể ươm cây kết cây được này các bạn đó. Còn cái thân hoa của nó đây, hoa của nó các bạn thấy rất là sai đúng không đó. Rất là sai và rất là thơm nha, nó dài lên xong nó lại cong xuống. Mặt hoa các bạn xem đây, một cái màu hơi hồng, khuôn hoa đẹp, mũi hồng hồng, rất là thơm. Cái này chúng ta chơi, chúng ta bỏ trên bàn trà uống nước là vô tư. Thì khi cây mà nó có một cái thân da nuôi như thế này rồi thì nó sẽ đẩy cái mầm gốc ra đi rất là lực nha các bạn. Và các bạn lưu ý là khi các bạn mua thì mình sẽ bóc cái cụm này ra. Thì thật ra cái này mình cũng chỉ mới ghép sơ chưa bao nhiêu hết, toàn bộ cái này mình được bóc để mình gửi hết nha các bạn. Và từ đầu mùa đến giờ mình đã bán hàng trăm chậu như thế này rồi, cho nên mọi người cứ yên tâm. Đó, dây số 1 800.000. Dây số 2, dây số 2 800.000 nha các bạn. Dây số 2 rất là đã, có hai cái mầm gốc này các bạn xem nè, xanh ri. Rất là xanh. Hoa nó đây, hoa nó là cái này vừa mới nở sáng nay luôn nha các bạn. Mới nở sáng nay, mình mới vừa lấy trên vàng xuống luôn, cho nên là bông nó chưa bay hết, nó mới hé thôi. Đó, các bạn thấy không, mắt xước này. Nụ, còn mấy cái nụ luôn. Nhưng mà cái nụ này nó sẽ nở trong hôm nay hoặc ngày mai là nó nở hết. Đó, các bạn thấy không, cái môi tim rất đẹp, tắt nắng rồi các bạn ơi, trời tắt nắng, không có nắng. Này mọi người xem nha, môi tim rất đẹp nha. Đó, lưỡi ống này, mắt vòm, mắt xước này. Đó, lưỡi thì trắng và hình tim rất đẹp nha. Rồi, số 2 800.000. Tiếp theo là cây số 3, giá 700.000. Số 3 là một cái bụi giá hạt rừng rất là lớn các bạn. Và khi mà bóc từ rừng về thì nó có một cái màu là tím tím nâu. Hiện tại thì nó đang có một thân hoa có 3 bông đây, thì tí nữa mình quay mặt bông. Còn bây giờ mình giới thiệu mầm gốc. Mầm gốc là lên được gần 20 phân rồi các bạn. Đây này. Lên được gần 20 phân này. Rồi đây là hoa của nó. Này các bạn xem này. Hoa rất đẹp nhé. Lưỡi turua nè, turua trắng trắng, mắt hai xước nha, bông rất là to nha các bạn, bông to lắm. Rồi cây rất là dài, cao nữa. 700.000 cây số 3. Rồi mời các bạn qua cây số 4. Số 4 800.000. Một cái mặt bông mới lấy trên vàng xuống này luôn các bạn.
hiện tại có hai mầm gốc này. Đó, các bạn thấy không, toàn là hai mầm gốc mà khỏe re. Thứ hai là đây cây số 4 800.000 này, hoa vòi hoa đây các bạn, tắt nắng trời không có tí nắng này các bạn, quay không được đẹp lắm, không được sáng màu đây, hoa rất là sai đấy, các bạn thấy màu này đấy, rất là sai, rất là đã luôn các bạn. Chụp hình này làm đại diện nha, cây số 4 rồi, cây số 4 ok, sai mà thơm, thủy nó sạch các bạn thấy không, thủy sạch rõ chứ, hai cái mắt cách biệt nhau bởi cái đường sống ở giữa rất là rõ ràng nha. Này, cánh màu rất là đã luôn. Rồi số 4 800, các bạn mua lan bên mình thì các bạn vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin chốt cái mã số theo ngày hôm nay ngày 17 nha các bạn. Rồi cây số 5 cây số 5 đây là thân, đây là một cái thân, đây là ba cái thân già, ba bốn cái thân già này đó. Giá 600.000 nha các bạn, số 5 600. Hiện tại thì các bạn thấy mầm gốc của nó có hai cái mầm gốc chuẩn bị lên này, này mọi người xem này. Đấy, hai mầm gốc nhé, nó chuẩn bị bung lên rồi đó. Còn hoa đó đây, ui trời sắp mưa cho nên không có tin nắng nữa luôn các bạn ơi, mọi người chịu khó nha. Nè, hoa cái mắt nó, cái nó là một cái bông gần được gọi là lưỡi đỏ nha các bạn, mắt nó rất là đậm và màu của nó thì lưỡi cái màu tím này, màu đỏ này, cái gân, các cái gân màu này, nó phủ gần kín cái lưỡi luôn như các bạn thấy này. Đó. Và tuy là cây nhỏ nhưng mà thằng này bông rất là soi và rất là to, mọi người thấy không, nói là nói trong clip luôn chứ không phải là hình ảnh, thì mọi người thấy cây rất là ngắn thôi nè, nhưng mà hoa này rất là sai không. Rồi 600.000 các bạn. Rồi số 7 400, một chậu có hai thân hoa, đây thân hoa thứ nhất này, đây thân hoa thứ hai nằm ở dưới, hai mầm gốc, có điều hai mầm gốc thì nó hơi bị lốm đốm một tí nha các bạn, nó hơi bị lốm đốm một tí. Nhưng mà được cái giá nó rẻ nha các bạn, mà hoa thì đẹp. Bù lại thì mình cũng để giá rẻ thôi nha các bạn, xem nè. Hoa nè, rất là đẹp nha. Cánh thon mảnh, khuôn lưỡi rất là đẹp, mà chỉ có 400.000 nè. Có hai mầm gốc luôn chứ không phải là một. Hai mầm gốc. Này. Khuôn bông này rất đẹp nha mọi người. Rồi. Số 7 400. Số 8. Số 8 500.000 các bạn. Một chậu như bạn thấy mầm gốc lên rất là tốt. Hoa đang trên thân, có điều thân hoa nó gãy. Thì thân hoa nó gãy không quan trọng các bạn, tại vì là hoa đằng nào cũng về được cũng tàn thôi mà. Thì chúng ta bấm cái này đi, cái này chúng ta có thể ươm cây. Còn cái mầm gốc thì nó sẽ đẩy cái mầm gốc lên. Nè các bạn thấy không? Thân hoa gãy nhưng mầm gốc vẫn đi cực kỳ mạnh luôn này, mà xanh biếc luôn. Hoa đây nha các bạn. Đó. Mắt cực kỳ gọn luôn. Mắt rất là gọn. Rồi ok, 500.000. Cái mầm gốc này đi các bạn thấy không, rất là lực đấy, không phải là nhỏ đâu. Sang năm phải biết đó, nó cao lắm nha. Này, lá cực kỳ đẹp luôn. Số 8 500. Số 9 là một chậu như các bạn thấy đó, hoa rất là sai. Thằng này cái khuôn hoa của nó hơi bình vẩn lên, có một vài bông bị dì dàng này các bạn, cái lưỡi nó dì dàng này. Đó, hai bông luôn, hai bông đứng cạnh nhau lưỡi bị dì dàng. Còn cái bông này bạn thấy nè, nó như là cái con chim mà nó ngẩng cái cổ lên đó. Bông này cũng khá là lạ, hơi là lạ. Rồi, 500.000 các bạn, số 9. Cái này mầm gốc của nó đây các bạn. Mầm gốc nó đang lên nha các bạn. Mầm gốc đang lên, rồi 500.000 các bạn. Thân da thì một nồi đây rồi. Một đống thân da ở bên cạnh này.
Rồi chúng ta qua giò số 10. Số 10 400.000 thôi. Các bạn có một cái chậu có hai mầm gốc đang lên này, cũng rất là đẹp. Thân bên này thì rất đẹp. Thân bên này thì hơi đốm đốm một tí nha các bạn. Thì tí nữa thì có thể toàn bộ cái này mình có thể thôi. Để cho về mọi người tự xử lý. Đây mặt hoa đây các bạn, mặt hoa đây chuẩn bị tan. Nha các bạn xem mắt cũng rất là đậm này nha. Chuẩn bị tan mà mắt cũng rất đậm. 400.000. Hai cái thân kia đang đi rất lực nha mọi người. Rồi chỉ là 10 cái trong chậu. Thì các bạn lưu ý là những cái này mình đều bóc ra hết. Khi gửi là mình bóc thân hoa ra mình gửi cho các bạn. Bóc thân hoa tất nhiên nguyên cả cụm, bao gồm thân hoa, thân tơ, thân da. Đó. Còn đây là cái hàng rồi, mình đã bóc sẵn rồi. Thì tiếp tục nha. Đầu tiên là số 11. 11 rất nhiều thân da đấy các bạn. Một mầm gốc đang lên rất là khỏe đây. Và nó giá 600.000. Thì đây là một cái mặt bông mắc nai các bạn. Khuôn hoa rất là đẹp, các bạn xem chưa? Đấy. Bông rất là sáng màu, mũi hồng. Các bạn thấy mũi hồng chưa? Đó. Mắt rất là đẹp luôn nha. Đây, mắt đậm như mực ướt luôn. Mắt đỏ luôn á, mũi hồng này. Rồi 600.000. Giờ qua cây số 12, 400.000. Các bạn có hai thân cái dê có hai mầm gốc. Hoa đây. Hoa này thì bị tan mất rồi nha các bạn. Nở cũng khá lâu rồi. Nè các bạn xem nè, tan nhưng mà cái mắt nó vẫn rất là đậm này, đậm đen luôn. Cho nên khi lúc mới nở rất là đẹp nha các bạn. 400.000. Số 12 400. Rồi giờ số 13 300.000, các bạn có một cái mầm gốc đang lên đây, một cái cây có mầm gốc đang lên, này là cây trên thân da. Nhưng mà vừa rồi năm vừa rồi nó phát triển rất là mạnh cho nên nó ra được ba bông hoa nè các bạn. Đó. Bông hoa này lưỡi rất là đẹp. Đó. Cánh vặn xoắn, bông to, thơm lắm. Rồi giá chỉ có 300.000 thôi nha các bạn. Đó. Không hề đắt tiền một chút nào đâu. Quan trọng là có cái thân hoa này là nó nuôi cái mầm gốc đi rất là mạnh. Số 15 cũng 300.000 nha các bạn. Một mầm gốc lên rồi. Đây là hoa. Hai cái mắt bệnh nè. Rồi. Số 16 cũng 300.000 luôn. Một cái mắt hoa, mắt cua. Mắt cua nha các bạn. Mắt cua là hai cái mắt nhỏ và phân biệt rõ ràng với nhau. Bông rất là to nè, các bạn thấy không? Mắt cua đấy. 300.000. Mầm gốc lên rồi đây. Rồi. Tiếp tục là số 17, 250. Các bạn có một bông hoa. Đây. Đó, cũng cái dạng mắt cua rất là đậm nha các bạn, đậm đen luôn á. Mầm gốc lên rồi đây. Rồi. Đến số 18. Số 18 các bạn có một cái dê có hai mầm gốc. Đó, nhưng mà hoa của nó thì tan mất rồi. Hoa của nó tan rồi. Rồi, cuối cùng là dê số 19, 200.000 luôn, hoa cũng tan mất rồi. Đó, mầm gốc lên rồi đấy các bạn. Nói chung hai cái mầm sau có 200.000 một mầm thôi. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi clip bên mình, và các bạn mua cho nào các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại trên tiêu đề để chốt nhé. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.